Xin chào anh em nha. Hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em một cái cần mới. Đây là cái cần câu lô xài cho máy ngang. Cây này nếu mà về Việt Nam thì câu cá chẽm. Còn mình ở Mỹ thì có thể là đi câu tàu rất là ngon. Shimano nó làm ra cây này là để câu nước mặn, câu cá nước mặn, câu những ở cái bãi đá. Thì mình định mua để mình thử câu Spanish. Thì mình thấy nó để là Saltwater Rod, là cái cần câu câu nước mặn. Thì cái tên của nó có cái chữ, cái chữ này rất là dễ bị giống như khi mà mình đọc cái tên này lên trên YouTube hoặc là những cái website á, khi mà mình nói ra cái chữ này có thể là mình sẽ bị gặp something trục trặc đi. Thì mình không muốn nhắc tới cái tên đó, mình chỉ kêu là Shimano SS thôi. Còn anh em nào muốn thì muốn biết thêm nó nhiều gì vậy nó thì comment đi, rồi mình sẽ gửi cho cái link rồi anh em coi được thì anh em order về xài thử. Ha, đây là cây Shimano SS nha. Cây này dùng để short water. Nó là cây cần câu máy ngang. Đó. Thì Shimano mà khi mà nó làm ra cần á, lúc nào nó cũng dấn cái carbon ở bên ngoài. Nhìn cái cần rất là đẹp, rất là bắt mắt ha. Nhìn rất là xa. Ra ngoài nắng á, thì mình sẽ thấy những cái dân của Shimano nó sẽ nổi hiện lên. Nó không giống như những cái cần khác. Thì đây là cái tên của cái cần Shimano SS. Cây này mình mua là dùng để mình đi câu che đi, câu tàu. Thì nó được là thì cái cây này là nó có thể chọi được con mồi 1 ounce. Thì mình mua nó để mình đi câu thử với ở che đi. Câu tạo, câu striper đồ thử coi nó có ngon không. Cây này nó dài là có 7.8 feet. Nó là casting bait nhưng mà dùng để câu tạo. Cái cần nó có cho hai cái dây dùng để mình cột cái cần lại ha. Cần này nó được làm là 2 khúc. Đặc biệt là nó rất là nhẹ nha. Nhưng mà cái đặc biệt của cái cần này á, nó khác những cái cần bay casting bình thường. Mình nghĩ cây này có thể đi câu flounder cũng ngon, câu red, câu trout. Thì đặc biệt những con cá mà ở trong bờ mà của nước mặn á, thì cây này xài rất là ngon. Nó rất là nhẹ, nó rất là dẻo nha. Nhìn cái đọt của nó rất là sensitive, tức nghĩa là rất là nhạy đi. Đó. Cái đọt của nó làm rất là nhạy nha. Khi mà con mồi nó con cá nó cắn con mồi là mình có thể cảm nhận được, mình biết đường mình giật. Thì cây này là 2 khúc, đó. nó rất tiện cho mình bỏ trên xe. Tuy nó 7.8 feet nhưng mà nó không có dài quá, mình gấp nó lại làm đôi rồi mình bỏ vô cái bao. Xong rồi nó có cái dây cột. Nó có công nghệ là xoắn ít nó. Thì đây là cái cán. Đây là cái tên của nó ha. Shimano SS 7.8 dùng để câu tàu. Nó rất ngon cho những con câu ở bãi đá. Công nghệ S2 Power. Con mồi là chọi được là từ 8 gram. Từ 8 gram tới 32 gram là khoảng chừng 1 ounce. Chọi được con mồi 1 ounce ha. Cán rất là đẹp nha.
những cái dòng riêng ở trên này đó là nó làm màu giống như là màu gold, Shimano, nó làm miếng mút rất cầm, rất là êm tai, rất là nhẹ, rất là đẹp. Nhưng mà đặc biệt của cái cần này á, nó không giống, tại sao nó không giống những cái cần Baycaster khác? Tại vì những cái Baycaster á, khi mà mình gắn cái cần vô á, là những cái viên, đây là cái chỗ gắn máy, tức nghĩa là cái máy nó quay lên, thì chỉ có cái viên đầu tiên á là nó nằm chung một hướng với cái máy thôi. Tới cái viên thứ hai của nó là bắt đầu nó thinh nha, nó làm để cộng dây, khi mà cái dây câu của mình đi lên đây, cái nó xoắn qua một vòng, nó đi xuống đây, khi mà nó lên tới trên ngọn á là nó giống như là cái cây spinning. Khi mà mình phai con cá á, là cái dây câu của mình á nó nằm ở trên cái viên đó. Khi mà mình phai con cá á, nó làm cái thiết kế của cái cần này mới là như vậy. Khi mà con cá nó mạnh quá, nó bự quá, nó chạy qua chạy lại, thì cái dây câu của mình nó nằm ở trên cái riêng, nó không giống như những cái cần kia. Những cái cần kia là lúc nào là cái riêng nó cũng ngược lại như vậy đó. Thì nó mình không biết là làm sao, nhưng mà nếu mà mình nghĩ như vậy đó, thì nó sẽ khó gãy cái cần hơn, và cái cần nó đặc biệt nó sẽ dịu hơn. Thì đây là cái cần mà hãng Shimano nó làm ra, dùng để đi câu mấy con cá ở trên mấy cái gờn đá, mấy cái bờ đá, những cái tàu, những con cá nước mặn ở gần bờ. Thì mình nghĩ mình ở đây sẽ câu trout, câu spinet, câu flounder, câu redfish. Đối với cái cây này rất là ngon nha. Thì thứ nhất là nó nhẹ, nó rất là nhẹ. Thứ hai là nó rất là dẻo ha. Đó. Mà mình câu, mình có thể câu được con cá bự. Cái độ cong của nó thì thôi khỏi nói. Đó. Đó. Nó cong rất là đều cái cần. Đó. Dù nó ở đây là mình chỉ cầm mới có nửa cái ngọn trên của cái cần để mình bẻ cong nó thôi. Đó. Thì anh em nào mà có quan tâm thì cứ việc bình luận ở dưới, mình sẽ gửi cái link cho anh em order về chơi thử. Thì mình thấy là nó rất là đẹp ha. Cây này mà đi ra nắng là thôi, mình sẽ nhìn thấy những cái dân carbon của nó xoắn thành hình chữ X, xéo theo cái cần đi lên. Thì Shimano lúc nào nó cũng làm cái xoắn X như vậy hết. Nó đảm bảo cho cái cây cần nó nhẹ, rồi thứ hai nữa là nó chắc. Shimano SS nè, cây này cũng mới ra mấy năm nay. Thì mình cũng có mấy cây cũ của Shimano, nhưng mà nó chỉ là một khúc thôi, nhẹ hơn chút. Thì mình order thử cây này. Ở đây mình cũng có một cây, cây này cũng là cây của Shimano, nhưng mà cây này là cây Dai Luna. Cây này là 2018, cái đời này là cũng 2018. Cây này nó tới 8.6, nó cũng rất là nhẹ ha, nó cũng là carbon sống, nhưng mà cây mới á, thì nó làm bóng láng hơn. Cây cũ á, mình gờ vô là mình thấy giống như là nó có độ nhám. Thì để mình có dịp mình thử mình đi cây này mình đã xài thử với một con red. Thì mình thấy mình kéo một con red rất là ngon. Thì mình sẽ bỏ cái video vô bên trong cho anh em coi thử là mình cây này mình phai với con cá làm sao ha. Ok, anh em nào có quan tâm Shimano SS thì Casting Bait Pro, thì cứ việc liên hệ với mình, cứ comment ở dưới video của mình, thì mình gửi cái link cho anh em order. Cái này mình order ở trên là GDM Chợ Ben nha. Cái trang này là của Chợ Ben, nó ship qua cho mình, free shipping, nó free ship cho mình. Nhưng mà
cũng rất là lẹ chứ không có đến độ mà lâu lắm. Thì đồ chính hãng thì mình không có sợ bị lầm. Nếu mình thích thì mình cái gì mình mua mình thử. Ok, xin chào anh em ha. Hẹn anh em ở video kế tiếp. Nếu mình có cái gì mới nữa thì mình sẽ bỏ lên mình chia sẻ với anh em, hoặc là mình sẽ đi câu mình thử cây này. Ok, chúc anh em một ngày tốt lành ha. Shimano SS nha, Casting Bay. Mình nghĩ rất là good cho flounder. Nếu anh em mình thích câu flounder thì mình nghĩ đây là một cái cây chọn lựa rất là tốt cho anh em. Chào tạm biệt anh em.